đẹp như cái này luôn, là đẹp chưa? Mày chân thôi hả? Chân chân. Cắt đi cho vô chỗ nào để mua cho nó đó. Còn nét này cũng bà Tâm mua đó. Ai? Bà Tâm bị kho nha đây. Ờ. Cái gì bà Tâm á, con quặng quá rồi, cái này quặng luôn. Ờ. Làm càng chi cho chị. Bài Tâm đó hả? Dạ. Lúc nào nó liền với năm nào cũng vậy phải không? Tết thì Tết. Ờ Tết hả? Có khi nó em quá. Bọn tự làm hả? Dạ. Trời ơi, ông collection miếng này nhiều quá vậy hả? Dạ. Còn hết hả? Khoảng hết. Đẹp quá không? Chị cái này như anh của Hàn Quốc á. Ờ. Không, mà chị nghĩ là nó ông phải đi nhiều chỗ lắm. Ông ấy mới collect được nhiều như vậy á. Từ trong tủ với ngoài bàn luôn. Ờ ha. Mấy con này con hết tiền bộn tiền. I know. Con là chiếc con phép chụp gần trăm bạn con. Không lẽ là mấy con mắc anh đấy. Ừ. Càng là giúp cút nó ăn để đủ. Thành ba là mấy đẹp đó. Sát cút không ạ? Ủa hình ai trên lại không? Chị Di lúc này. Nhưng không giống mấy hả? Dạ nó dẻ, nó làm bọt quá. Bọt, bọt chứ không phải dẻ. Bọt nó làm bọt. Bọt đó hả? Dạ. Bọt đẹp vậy hả? Bọt màu nó làm ra đó. Ờ, đẹp quá thôi. Ờ, mà làm cái phê này cũng đẹp quá ha. Yeah. Wow. Bên Việt Nam làm hay đấy. Bên này làm Việt Nam chưa làm được cái này. Gì hả? Yeah. Bên Việt Nam không làm được hả? Được mà nó không có làm mà cái mặt cái này. Cái miếng này nó đẹp mà. Quá ha. Bây giờ người ta làm mấy cái bát chóp á. Yeah. Bây giờ nếu mà mình order cái kiểu này mình làm bát chóp được ấy nhở? Yeah. Sen má hả? Gọn. Cái này thì nó gọn. Là số giờ không chào mà biết qua mất tiền phải mướn cái này. Wow, cái này đẹp quá ha, nó làm đứng lên vậy nè, mình mua đi đâu cũng được. Tiền. Ừ, tiện ghê á. Đừng tới anh tới là con chanh tầm ba ra rồi. Ồ, đang mong cái cuốn đó. Đã ra cuốn đó rồi, ông chanh lan mê quá. Giờ nó bán trên mạng trước thì mà coi con chanh 30 ngày thì 12.99. Ồ, vậy hả? Dạ, bán hàng trước cho mày. Nhưng mà người ta giờ người ta coi YouTube gì? YouTube thì nó chưa có nên tại nào còn đang hot, đang bé bé. Ờ, tại vì bán thì lúc đó nó mới ấy lên hả? Tại chi phí cuốn này nó tính 2 triệu đô là một chị nhưng nó cuốn bài gỡ phải nên đó. Chết quá hả? 2 triệu đô là, tại vì chân khấu lớn, tại vì bốn cuốn thôi được bước cho mình. Nhưng sao càng ngày càng ngày. Cái đặt nó mất tiền của Mỹ mà chị. Sao càng ngày càng bỏ tiền lên hả? Đầu tư ghê tốn kém nhiều. Vô thị trường Mỹ nó quay nhiều tiền. Một cú bò chịu bò ghê đó. Nhưng mà nếu mà nhắm tức lời thì ta mới dám làm vào đó hay sao? Em cũng ngành thì bắt buộc phải làm đó. Chỗ lớn lắm con gái là nó phải đòi chi phí rạp, đồ tiền rạp. Ngày được, cứ tưởng là chi phí của tại vì chị thấy cái ánh Thái sáng Lan nó cũng đỡ hơn ánh sáng giá chứ còn ánh sáng Mỹ nó mất tiền hơn. Dàn dựng quay phim, máy móc nhiều. Nhưng mà sao tới 2 triệu? Tại vì nó muốn rạp rồi ca sĩ rồi bán cắp quần áo nhân viên chi phí nặng chuyển đó hả? Dạ. Muốn chứ còn mướn ở bên đó thì giá thành nó cũng không mắc bằng người ta Hollywood đâu. Thì mà bên Thái cũng có một phó Thái rồi Mỹ qua Việt Nam qua ba cái hợp tác này. Đạo diễn thì ông kia tới là ông Pháp làm. Dạ, director là ông kia. Trời. Chị nha. Nhưng mà chắc người ta nhắm có nhiều nhà bảo trợ rồi, nhiều vé rồi. Dạ. Nhưng cái vé nó có bán giá hàng ở đây. Nó cũng xem mình nè. Xem. Dạ. Đa số thì bên ta book tour đi bắt kịch thì nó rẻ hơn. Bắt kịch là tour vừa đi coi show. Mình có collection với lại cái tự tour, phải không? Đúng rồi, nó bắt kịch. Ừ.
vừa tour vừa đi chơi vừa coi show luôn, người ta đi khách sạn nó bao luôn, người ta chạy tiền một bắt về tour luôn, luôn ha. Đúng rồi, đó là tiền nhất mà thường thường phải chọn gói vậy người ta mới tiền cho người ta. Đúng rồi, lo khách sạn ăn uống vừa rồi. Ăn uống xe nó chở đi chơi luôn, đưa đi đón về, nói chung là nguyên một cái khách hàng như vậy luôn á, tiện cho những người người ta đi à, người ta bỏ nguyên một cái mớ tiền như vậy người ta yên tâm, yên cho đúng rồi. Chứ có xe vận chuyển người ta mới đi coi thì đừng có chở về khách sạn các tiền rồi sau đó là muốn đi tự do thì dân đâu ra đi thì cái tâm lý là ai cũng muốn vậy nó tiện nó gọn mà mình không có phải về lo lắng là đi đâu rồi đi xe đi tự tốn mà chị lại có thổ địa bệnh vậy thì mới thì đó được. Đi đâu thật sự ra đi đâu cũng phải có thổ địa hết chứ mình không mình đi mà không có thổ địa cái lạng quạng mà nhất là phải đúng giờ giấc rồi đi ví dụ đi chơi mà cái kiểu tự do nó khác kiểu mà đi coi show rồi đi này đi kia rồi có người phát đòn thì nó có về chứ không chở mình về đi thêm thì mình phải chờ cái khoảng thời gian ra sao mình đi cái lẽ là đi cái lẽ nhưng mà mấy người lớn tuổi thì thích lớn tuổi mà ai mà đi đó thì từ A đến Z đâu nó là vậy có xe nó chở lên xe đi tại vì từ nay nhiều năm nó không hợp tác, nó có văn phòng bên Thái tôi nó có xe muốn xe thì đó mà mấy người bên Việt Nam đi có thể khoái lại tại vì chưa bao giờ mà mà có thể coi live như vậy ha. Đi mà
tư dụng mà những cái hãng xưởng mà cho sai tạo không được lại thì để gì thì dân mở công ty nào nhưng mà nó bị ép thì bắt buộc gì vậy nó bị cái kiểu mà gò bó nó bị ép kiểu công nhân dạ mà làm cái đó có công nhân em thấy Việt Nam nhiều nó cũng dở quá trời nó định nó đi công tác ở nước ngoài nó cũng đỡ ồ yeah. Còn mấy đứa bây giờ bên Việt Nam giờ nói tiếng Anh cũng dở lắm á. Là đã học quá chị. Nó có học chứ. Okay, we said that we don't have time today, so hurry up. Go get it and hurry up. Yeah. 5 more minutes. 5 more minutes. Yeah, yeah. Trời, 5 more minutes. Anh con bó nhỏ là anh nhớ cái lá bê cát mà cầm bài Nguyên với em Nguyên đó. Oh yeah. Không thấy màu đỏ không ạ? Oh, vậy hả? Nguyên nó chân màu đỏ không ạ? Dạ, chị em Nguyên thì cây này nó ngọt ghê á. Dạ. Cây này nó ngọt nè. Nhà chị á, cái cây cây có cô nó bán cho cái 500 mà tự động để nó chết thì đổi. Ờ, nhà thì cũng có đèn nhưng mà nó xài hơn mày. Cái cây mà được nó chín chỗ quá à. Đẹp ốm lên rồi. Ờ, cây này nó ốm mà nó ngọt. Nó cao mà nó ngọt. Cây nhà chị cũng cao mà nó xòe ra quá, chín chỗ quá à. Cũng mệt. Dạ sao? Sao giờ con ghé? Dạ con đi kêu nhà con ghé. Dạ con. Con về con nhà. Con đi bui. À, mua online không ạ? À? Năm nay chị không có đi shopping ngoài. Năm nay nó gửi cho mình đã. Yeah, chị đi online không ạ? Yeah. Bởi vì CP ra nhập block, trời ơi, chắc nửa tiếng mới có chỗ kênh đạo. Rồi, rồi, sao hành xác vậy nè? Tại em đi làm thì không thèm ghé vô. Ai mua bắp mà được work á. Ờ. Nó được 20% off. Không, chị mua online nó cũng sale, nó cũng sale nhiều lắm. Thứ hai nó sale lên ngục chặt mới được. Ờ, mình xoay của mình đây. Dạ. Only two against me. No, no, no. Only two. Yeah. Only two. No, no, no. No, no, go back to your name. Work as well. No. Work as well. No. Only two. You want to come back next week? No, good week. Việt Nam mình trả đi Việt Nam nó khó quá trơn. Ừ. Yeah. No. Okay. Ngờ. 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 Rồi giờ chị đi chợ hay là chợ hả? Dạ, em gặp con đi tới chị quen hả? Ừ. Ba chục thôi em nha. How many did you
you buy? Three. Three? What do you see about on?